Xin kính chào các đồng chí đang đến với buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 7 năm 2020. Trước khi đến với nội dung chính trong chương trình hôm nay thì xin mời tất cả các đồng chí chúng ta cùng đứng lên chỉnh đốn trang phục để chuẩn bị làm lễ chào cờ. Chào cờ kết thúc, xin cảm ơn các đồng chí. Kính thưa các đồng chí, buổi sinh hoạt ngày hôm nay sẽ gồm có hai phần. Phần thứ nhất thì đồng chí Hồ Văn Hà, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh, báo cáo viên tỉnh ủy sẽ trình bày tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Và phần 2 thì các ủy các đồng chí sẽ chủ trì sinh hoạt tại chi đảng bộ của mình. Và sau đây xin trân trọng kính mời phần trình bày của đồng chí Hồ Văn Hà, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, báo cáo viên tỉnh ủy. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các đồng chí, tôi xin trân trọng kính chào tất cả đồng chí đảng viên trong đoàn toàn đảng bộ tỉnh và nhân dân đang theo dõi truyền hình trực tiếp qua đài truyền hình Đồng Nai. Kính thưa các đồng chí, nằm trong chương trình công tác tuyên giáo năm 2020 và nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 7, hôm nay được sự phân công của Ban tuyên giáo tỉnh, tôi xin trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội Đồng Nai 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Phần trình bày của chúng tôi gồm có hai phần. Một là đánh giá tình hình kinh tế quốc tế và trong nước 6 tháng đầu năm 2020. Phần thứ hai là đánh giá tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai 6 tháng đầu năm và những giải pháp, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Về phần thứ nhất, đánh giá tình hình kinh tế quốc tế và trong nước 6 tháng đầu năm. Như các đồng chí đã biết, dịch COVID-19 xuất hiện từ cuối năm 2019, bùng phát mạnh mẽ từ đầu năm 2020. Trong lịch sử vừa qua, 100 năm qua chưa bao giờ có một cuộc khủng hoảng y tế dẫn đến một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu lớn như thế. Diễn biến dịch COVID trên thế giới còn rất phức tạp. Dịch tiếp tục lây lan với tốc độ nhanh do nhiều quốc gia đã sớm kết thúc chính sách hạn chế, giãn cách ly, trong khi chưa đánh giá hết nguy cơ lây của dịch. Một số quốc gia có dấu hiệu bùng phát đợt hai, và đây là một tín hiệu là rất là xấu cho các cái việc phát triển kinh tế của các nước mà có cái nền kinh tế trụ cột. Tính đến ngày 2 tháng 7, 2020 tại cái hội nghị của Chính phủ, đồng chí Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Bộ trưởng Bộ Đầu tư cũng đánh giá là cái việc nới giãn cách ly thì thế giới đến thời điểm này đã có trên 10,8 triệu người nhiễm và gần 520.000 người tử vong COVID-19. Qua đấy thì thấy là quốc gia Việt Nam chúng ta đã là một trong những cái quốc gia nhỏ nhưng đã làm tốt được cái công tác phòng chống dịch. Đến thời điểm này thì ghi nhận Việt Nam chúng ta không có ca nhiễm mới nào lây lan trong cộng đồng. Dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế, thương mại toàn cầu. Hầu hết các nền kinh tế lớn, trừ Trung Quốc, thì tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các đất nước như Mỹ, Nhật và các nước châu Âu đang đối mặt với tình trạng là suy thoái kinh tế. Nhiều quốc gia là diễn biến rất phức tạp trong cái việc là bối cảnh người dân không có việc làm, thất nghiệp và cái tình hình an ninh rất phức tạp, có các cuộc biểu tình do thất nghiệp đã diễn biến rất phức tạp ở các đất nước có nền kinh tế trụ cột.
Một số cái tổ chức thế giới đã dự báo, IBM dự báo là âm 4,9%, World Bank dự báo âm là 5,2%, là mức giảm lớn nhất từ cuộc đại suy thoái vào những năm 1930. Nhiều nền kinh tế thế giới, lớn trên thế giới được dự báo sẽ tăng trưởng âm 5% và sắp xỉ đến 10%. Thương mại quốc tế giảm mạnh, chỉ số quản lý thu mua PMI tổng hợp toàn cầu thế giới đến ngày tháng 5 2020 giảm xuống tới mức thấp kỷ lục là 26,2 điểm. Giá dầu đang trên đà phục hồi trở lại. Giá dầu thô WTI sau khi rơi xuống mức là 37,63 đô la Mỹ và ngày 20 tháng 4 thì có tăng trở lại đạt tới mức là 40 đô la Mỹ trên một thùng ngày 15 tháng 6 và giá dầu Brent ở mức là 43,08 đô la thôi trên một thùng. Thì đây là cái dấu hiệu tích cực cho cái việc sản xuất dầu khí của Đồng Nai, của Việt Nam chúng ta. Đây là cái nguồn thu khá lớn cho cái đóng góp vào GDP của quốc gia. Cùng đó, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, bất đồng nội bộ trong các tổ chức, các nước xuất khẩu dầu mỏ và bán đảo Triều Tiên đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam cũng như nền kinh tế thế giới. Kính thưa tất cả các đồng chí và toàn thể nhân dân, tình hình kinh tế xã hội trong nước của chúng ta cũng bị tác động rất mạnh mẽ bởi đại dịch Covid-19 và đã trực tiếp tác động mạnh vào đầu những cái quý 2. Trong quý 1 thì Việt Nam chúng ta vẫn còn tăng trưởng, tuy nhiên là đầu quý 2 là chúng ta chính thức bị tác động mạnh mẽ vào trong cái phát triển kinh tế cũng như đời sống người dân và tâm lý diễn biến của người dân. Tuy nhiên, do những cái giải pháp quyết liệt của chính phủ cũng như cộng đồng, người dân đã tích cực hưởng ứng cái việc chỉ đạo của chính phủ, nên là cái việc phục hồi và chống dịch chúng ta đã thành công rất tốt. Thì trong 6 tháng đầu năm, nước ta cơ bản thực hiện thành công nhiệm vụ kép, vừa kiểm soát dịch thành công, đến nay là đã 77 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng. Và phục hồi nền kinh tế ở mức hợp lý, trạng thái bình thường mới dần được thiết lập trong mọi hoạt động kinh tế xã hội. Đạt được điều này là nhờ có sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, người dân và xã hội, sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội và đặc biệt là sự chỉ đạo điều hành quyết liệt hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bằng các nghị quyết, nghị định, chỉ thị đề ra các giải pháp đúng đắn, kịp thời với sự nỗ lực cố gắng của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương và đặc biệt là sự hưởng ứng của người dân. Ý thức của người dân chúng ta rất tốt trong cái việc là thực hiện nghiêm túc các cái chỉ đạo, những cái lệnh, cái quy định về việc giãn cách xã hội. Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp cũng đã nhận diện 5 mũi giáp công để phục hồi nền kinh tế. Thủ tướng trong cái buổi hội nghị với doanh nghiệp để là tìm ra những giải pháp phục hồi kinh tế Việt Nam, thì Thủ tướng đưa ra 5 cái mũi giáp công. Một là thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế trong nước. Chúng ta phải khẳng định là chúng ta không lệ thuộc vào các cái nền kinh tế thế giới, mà chúng ta phải nỗ lực bằng các cái nguồn lực ở trong nước. Đây là cái mũi giáp công thứ nhất. Hai là đẩy mạnh xuất khẩu. Đẩy mạnh xuất khẩu. Chúng ta sản xuất vừa tiêu thụ nội địa, chúng ta tìm cái giải pháp là xuất khẩu trong cái bối cảnh là các cái nước mà tiêu thụ đang gặp khó khăn. Chúng ta làm tốt cái đẩy mạnh xuất khẩu. Ba là thúc đẩy đầu tư công. Thì ngay ngày hội nghị hôm qua, Thủ tướng cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt và Bộ trưởng Bộ Các Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã tham mưu cho Thủ tướng sẽ xem xét và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công của những địa phương nào mà không tổ chức thực hiện tốt để điều chỉnh qua những địa phương mà có tốc độ giải ngân nhanh hơn để đảm bảo đầu tư công để sinh trưởng GDP. Nếu mà chúng ta không giải ngân mà chỉ giải ngân trên hợp đồng vào những tháng cuối năm thì chúng ta không tạo ra GDP, không tạo ra sản phẩm xã hội thì chúng ta không có thể nào gọi là phát triển kinh tế xã hội. Do đó là cái việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công là chính thức là chúng ta góp vào phát triển kinh tế xã hội. Bốn là khuyến khích tiêu thụ nội địa. Năm là thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Để báo cáo với các đồng chí và nhân dân, trước cái làn sóng ở các quốc gia như ở Trung Quốc thì các nhà đầu tư của Nhật Bản, Mỹ, các nước EU đang là có cái làn sóng dịch chuyển vốn đầu tư
về quốc gia sở tại và các cái nước quốc gia ở châu Á như là ở Việt Nam. Đấy, trước làn sóng dịch chuyển vòng vốn FDI thì Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều cuộc họp để triển khai cái việc chúng ta, đây là cơ hội để chúng ta tiếp nhận những dòng vốn FDI, thì chúng ta phải tạo như thế nào để cho nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam để đầu tư, và việc đầu tư này thì nó mang lại cái hiệu quả gì cho nền kinh tế của Việt Nam. Trong đó, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thúc đẩy đầu tư công được xem là định hướng quan trọng trong bối cảnh các nước lớn như Mỹ, Nhật Bản, EU đang có nhiều động thái thay đổi chiến lược đầu tư kinh doanh, phân tán rủi ro, xem Việt Nam là điểm đến an toàn và hấp dẫn với môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện. Đồng thời, tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương ngày 2 tháng 7 ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ ví cỗ máy tăng trưởng Việt Nam như là cỗ xe tam mã, ba chú ngựa, gồm ba cấu phần quan trọng là đầu tư, là xuất khẩu và tiêu dùng. Phải dùng mọi biện pháp để thúc đẩy cỗ xe tam mã này, tạo động lực phát triển đất nước. Đây là thái độ quyết tâm của người đứng đầu Chính phủ trong cái bối cảnh mà chúng ta đang phục hồi lại nền kinh tế vào tháng 6, tháng 7 này, là chúng ta là thấy là chuyển biến rất rõ rệt. Dịch COVID-19 đã tác động rõ đến nền kinh tế Việt Nam từ quý 2 năm 2020, trong quý 1 thì Việt Nam chúng ta vẫn tăng trưởng. Sau 2 tháng nới lỏng các biện pháp cách ly xã hội, chống dịch, thì tình hình kinh tế xã hội cả nước 6 tháng đầu năm bắt đầu cho thấy có những tín hiệu là khởi sắc. GDP 6 tháng đầu năm 2020 thì chúng ta tăng trưởng 1,81%. Như dự báo đấy, thì các nước trụ cột của thế giới đều âm, trừ Trung Quốc, thì Việt Nam chúng ta là tăng 1,81%. Có chỉ số dương. Trong bối cảnh khó khăn chung của thế giới, nhiều quốc gia còn đang vật lộn với dịch bệnh và chưa có các giải pháp để phục hồi nền kinh tế và có mức tăng trưởng âm, việc đạt được tốc độ tăng trưởng dương 1,81% tuy là thấp trong nhiều thập kỷ qua, nhưng đó là đáng ghi nhận, nước ta nằm trong ít quốc gia có mức tăng trưởng dương. Ngành nông nghiệp tăng trưởng là 0,83%, ngành công nghiệp tăng trưởng là 2,71%, số lượng doanh nghiệp thành lập mới 6 tháng đầu năm hơn 62.000 doanh nghiệp thành lập mới. Số liệu này thì giảm 7,3% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, so với tình hình thành lập mới như vậy, thì chúng ta cũng thấy rằng là có nhiều doanh nghiệp cũng đang là lập cái hồ sơ giải thể và cũng đang ngừng hoạt động, cái số lượng cũng là không phải là nhỏ. Đây là cái nhận định tình hình và hiện nay như thế. Đối với các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài, tổng vốn đầu tư đăng ký có yếu tố nước ngoài 6 tháng đầu năm đạt gần là 15,7 tỷ đô la Mỹ, giảm 15,1% so với cùng kỳ năm 2019. Giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt là 8,65 tỷ đô la Mỹ, giảm 4,9% so với cùng kỳ 2019. Lĩnh vực dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do COVID-19. Dịch vụ thì chúng ta buôn bán thì đóng cửa, các cái chuyến bay quốc tế thì chúng ta cũng đã đóng cửa, nên là các cái dịch vụ về du lịch, rồi thương mại, buôn bán, và đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ là bị ảnh hưởng rất là lớn. Và tại hội nghị của Thủ tướng tại Bà Rịa Vũng Tàu, các tỉnh trọng điểm phía Nam, thì 8 đồng chí chủ tịch quan tỉnh cũng đã báo cáo, thì qua cái dịch Covid này, thì cái đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất đó là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đặc biệt là các cái tỉnh mà có cái nền kinh tế thương mại dịch vụ là ảnh hưởng rất lớn, thì tôi sẽ báo cáo phần sau những cái tỉnh mà có cái ảnh hưởng như cái dịch vụ thương mại du lịch để phát triển âm. Về tổng thu ngân sách nhà nước thì 6 tháng ước đạt là 607.000 tỷ đồng, bằng 40,1% dự toán. Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 676,2 nghìn tỷ đồng, bằng 38,7% dự toán. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tuy được cải thiện so với năm 2019, nhưng mà cũng đạt là chưa cao, chỉ đạt được 33% kế hoạch. Thì cái phần này thì Đồng Nai chúng ta đạt được 43%, tôi sẽ báo cáo phần sau. Tóm lại, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tăng trưởng âm trong quý 2 2020,
việc nước ta tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng dương trong 6 tháng đầu năm, giữ vững được ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm được cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm được an sinh, trật tự an toàn xã hội. Kết quả thực hiện là chúng ta đạt tốt, đã thể hiện được chính sách được ban hành phù hợp, hiệu quả, tác động tích cực đến nền kinh tế. Qua đấy thì thấy được cái vai trò chỉ đạo điều hành của chính phủ chúng ta đã phù hợp. Tuy nhiên, thách thức 6 tháng cuối năm còn rất lớn. Cần phải có những biện pháp mạnh mẽ, chính xác, kịp thời, cùng sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị nhằm phục hồi nền kinh tế, phát triển nhanh hơn, giải quyết việc làm, an sinh xã hội cho người dân với mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển sản xuất, đảm bảo đời sống cho người dân. Kính thưa các đồng chí và nhân dân, tôi đã vừa thông qua cái phần 1 là cái tình hình kinh tế quốc tế và trong nước. Nói về Đồng Nai chúng ta thì cả nước ảnh hưởng, thì Đồng Nai chúng ta cũng ảnh hưởng. Và đặc biệt Đồng Nai chúng ta là cái tỉnh công nghiệp, có số lượng công nhân làm việc trong các khu công nghiệp rất là lớn, trên 600.000 công nhân. Ngoài ra còn một số cái nhà máy hoạt động ở bên ngoài khu công nghiệp cũng có số lượng công nhân rất là lớn. Số lượng người lao động chúng ta trên 1,7 triệu người. Thì cái việc mà lây lan Covid trong cộng đồng, đặc biệt trong cái nhà máy thì nguy cơ rất cao. Nhưng mà Đồng Nai chúng ta làm tốt cái việc này. Đây là cái việc mà lây lan trong cộng đồng, đặc biệt trong các hoạt động sản xuất nhà máy tập trung là chúng ta không bị. Thì kết quả 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh Đồng Nai chúng ta như sau. Thì cùng thực hiện với các giải pháp của chính phủ, chính phủ đã ban hành nghị quyết số 01, thì tỉnh ủy Đồng Nai chúng ta cũng ban hành cái nghị quyết số 14. Hội đồng nhân dân ta ban hành nghị quyết số 184 về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2020. Dịch Covid-19 tác động nặng đến kinh tế xã hội của Việt Nam, trong đó tỉnh Đồng Nai, đặc biệt tỉnh Đồng Nai là tỉnh phát triển công nghiệp. Với 31 khu công nghiệp đang hoạt động, tập trung hơn 600.000 công nhân trong các khu công nghiệp nên khả năng lây lan trong cộng đồng rất cao. Trước tình hình đó, cùng với các chỉ đạo của chính phủ, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo chống dịch Covid-19 quyết liệt với tinh thần chống dịch như là chống giặc. Đồng Nai đã ban hành nhiều chỉ thị, chỉ đạo thực hiện chống Covid-19 lây lan ra cộng đồng, đồng thời phát triển kinh tế xã hội. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt như vậy, nên tăng trưởng kinh tế của Đồng Nai 6 tháng đầu năm 2020 tăng là 5,8%. Cả nước là 1,81%, chúng ta tăng trưởng là 5,8%. Tuy là chúng ta thấp so với cùng kỳ là 8,02% năm 2019, nhưng mà đây là cái mức tăng trưởng mà được ghi nhận là sự nỗ lực của Đồng Nai. Trong đó, mức tăng trưởng chung của tỉnh, khu vực công nghiệp xây dựng vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá, đóng vai trò là động lực chính trong phát triển kinh tế của tỉnh, chúng ta đạt là 8,66%. Khu vực nông lâm thủy sản chịu tác động của dịch bệnh không nhiều nên vẫn được là mức độ tăng trưởng là 3,8%. Qua cái dịch Covid này mà thấy cái ngành nông nghiệp của Đồng Nai chúng ta là cái nơi trú ẩn rất an toàn, và người dân chúng ta cũng có cái niềm tin để là tăng gia sản xuất cho lĩnh vực nông nghiệp. Khu vực dịch vụ tăng trưởng là 0,45%, thuế sản phẩm sau khi trừ cái trợ cấp sản phẩm là chúng ta tăng 3,16%. Như vậy là trên tất cả các nhóm kinh tế của chúng ta đều có số tăng trưởng. Cụ thể là khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,12%, đây là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua. Trong đó ngành công nghiệp khai khoáng là tăng 5,09%, ngành công nghiệp chế biến tăng 6,33%, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước giảm là 1,19%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải là tăng 6,2%. Công tác quản lý quy hoạch được quan tâm. Thì hiện nay tỉnh Đồng Nai chúng ta là cũng đang xây dựng rất là nhiều đồ án quy hoạch cho các cái đơn vị như thành phố Biên Hòa đang phê duyệt các cái phân khu, quy hoạch phân khu 1/5.000, Nhân Trạch cũng đang lập các cái phân khu 1/5.000, và thành phố Long Khánh cũng đang lập các cái phân khu đồ án quy hoạch. Bên cạnh đó là các cái huyện cũng đang tiếp tục làm các cái đồ án quy hoạch chung của nông thôn. Đặc biệt thì Ủy ban tỉnh cũng đã trình cho Hội đồng thẩm định của Trung ương để thẩm định cái nhiệm vụ quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030.
và tầm nhìn đến 2050 để báo cáo Thủ tướng. Thì cái việc này Đồng Nai cũng đã trình trong là tháng 6 và dự báo và dự kiến là Thủ tướng sẽ là phê duyệt trong tháng 7. Và trong cái quy hoạch, Đồng Nai cũng đang điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp của Đồng Nai, trong đó kiến nghị Thủ tướng điều chỉnh đưa khu công nghiệp Biên Hòa 1 ra khỏi cái quy hoạch công nghiệp của Đồng Nai với tổng diện tích khoảng 324 ha và đồng thời bổ sung một số khu công nghiệp để là thu hút đầu tư. Chương trình phát triển nhà ở 6 tháng đầu năm được tập trung thực hiện. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 248 dự án đã được chấp thuận đầu tư với quy mô là 9.832 ha, khoảng 350.000 căn hộ, hoàn thành 3.498 căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại các khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân, khu công nghiệp, giải quyết tái định cư cho các hộ giải tỏa trắng đạt 55,7%, hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho các cho người có công với số lượng là 2.007 hộ, trên 2.064 hộ. Khu vực nông lâm nghiệp, thủy sản vẫn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của hạn hán, dịch tả lợn châu Phi. Tỉnh Đồng Nai phát triển công nghiệp, nhưng trong bối cảnh kinh tế khó khăn do dịch COVID-19, ngành nông nghiệp vẫn tăng trưởng ổn định và tăng trưởng là 3,07% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,03%, giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng 2,24%, giá trị sản xuất thủy sản tăng là 4,58% cùng kỳ. Trong đó, tình hình chăn nuôi phát triển cơ bản ổn định. Thì qua cái dịch tả lợn châu Phi thì tỉnh Đồng Nai chúng ta cũng đã có nhiều giải pháp rất quyết liệt nên đã chặn được cái dịch tả lợn châu Phi. Và đến thời điểm này thì Đồng Nai chúng ta đã phục hồi lại cái đàn heo trên khoảng 2 triệu con. Chúng ta đạt được là 81% so với cái cùng kỳ năm trước. Ở Đồng Nai chúng ta là một cái thủ phủ về cái chăn nuôi heo. Và trong cái giá vừa qua thì như vậy là cái giá heo hơi rất là cao. Nên là cái ngành chăn nuôi của Đồng Nai chúng ta năm nay là được mùa. Và đàn gà là chúng ta cũng đã đạt được là 22,5 triệu con. Tình hình lâm vận trên toàn tỉnh cơ bản ổn định, công tác quản lý bảo vệ rừng duy trì và tăng cường. Tuy nhiên tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, do đó trên địa bàn tỉnh cũng đã xảy ra 5 vụ cháy rừng với tổng diện tích khoảng 5,2 ha. Tuy nhiên các cái vụ cháy rừng này đều được chủ động dập tắt và không gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng. Tình hình sản xuất thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhìn chung thuận lợi, công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt, hoạt động nuôi trồng thủy sản từng bước được cải thiện và phương thức nuôi trồng và kiểm soát được dịch bệnh. Trên lĩnh vực thương mại, giá cả vận tải du lịch thì không được thuận lợi như là tôi đã trình bày do cái Covid, nên sức mua trên thị trường giảm do ảnh hưởng dịch Covid, nên người dân mua sắm hàng hóa giảm mạnh, làm tổng mức bán lẻ 6 tháng đầu năm tăng thấp, đạt 90.128 tỷ đồng, tăng 76% so cùng kỳ. Đối với ngành du lịch, vui chơi, giải trí và dịch vụ lưu trú, ăn uống do ảnh hưởng Covid nên là các cái lễ hội, du lịch, chùa chiền tạm dừng tổ chức trong thời gian dài, làm ảnh hưởng đến cái dịch vụ 6 tháng đầu năm giảm 12,46% cùng kỳ. Đồng Nai chúng ta trong những năm qua thì cái tín hiệu rất là tốt trong cái việc phát triển du lịch. Tuy nhiên là do cái Covid này chúng ta thấy là nó chững lại rất là nhiều. Cùng với các tỉnh mà có cái du lịch thì đây là cái thấm đòn rất là lớn do cái Covid mang lại. Hoạt động kinh doanh vận tải hành khách 6 tháng đầu năm giảm nhiều do Covid-19. Học sinh các cấp nghỉ học kéo dài, người dân ít đi lại làm cho cái doanh thu của vận chuyển cũng giảm so với cùng kỳ. Trên lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu thì 6 tháng đầu năm do ảnh hưởng Covid đã làm cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu mặt hàng nông sản, nguyên phụ liệu, may, da giày của thị trường Trung Quốc, châu Âu giảm mạnh. Trước tình hình này thì đồng chí Chủ tịch Ban tỉnh cũng đã chỉ đạo là Ban quản lý khu công nghiệp rồi Sở Công Thương các ngành tìm cái đầu ra cho xuất khẩu. Ngay đầu năm thì tìm cái còn nguyên liệu để sản xuất. Nhưng mà đầu ra thì xuất khẩu là phải tìm. Sau khi rồi ảnh hưởng lớn nữa thì vùng nguyên liệu, cái nguyên liệu chúng ta cũng bị hết, phải tìm thêm cái nguyên liệu. Đấy là những cái khó khăn mà Đồng Nai chúng ta đã tập trung là lãnh đạo chỉ đạo để tháo gỡ cho doanh nghiệp. Thì kết quả như sau, kim ngạch xuất khẩu đạt là 8,8 tỷ đô la, giảm 4,59% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu đạt là 6,9 tỷ đô la, giảm 11,07% so với cùng kỳ.
Trên lĩnh vực thu ngân sách thì vẫn đảm bảo nhưng ở mức thấp do tác động Covid. Thì báo cáo với các đồng chí, cái việc thu ngân sách thì do năm 2019 chúng ta cũng tạo được sức đà khá tốt, nên trong quý 1 chúng ta không bị ảnh hưởng, trong quý 2 thì cũng ảnh hưởng. Tuy nhiên là cái mức thu ngân sách tới thời điểm này thì Đồng Nai chúng ta đạt sắp xỉ gần 50%. Với số thu là 25.825 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm là 13.268 tỷ đồng, đạt 40,7% dự toán và tăng 25% so với cùng kỳ. Cùng với chính phủ thì Đồng Nai cũng đã có kế hoạch cắt giảm các cái chi phí, các cái nguồn chi cho hội họp đi xúc tiến và các khoản chi chưa cấp thiết để dành cho cái việc là ưu tiên cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là lĩnh vực đầu tư. Trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, Đồng Nai chúng ta là một trong hai địa phương đầu tiên cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thì tiếp tục với phong trào này thì tỉnh ủy, ban tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện tốt cái phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thì tới thời điểm này Đồng Nai chúng ta có được 40 xã trên 121 xã đã công nhận là xã nông thôn mới nâng cao, và đặc biệt là có một xã là Bình Lợi của Vĩnh Cửu đã được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó cũng có một số xã của Xuân Lộc và các địa phương khác cũng đang là hoàn chỉnh các cái tiêu chí để công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với cái việc chỉ đạo của chính phủ là phải giải ngân đầu tư công, thì Đồng Nai chúng ta cũng đã làm tốt cái việc là thực hiện các cái công trình hạ tầng mang cái yếu tố là trọng điểm. Trong vừa qua thì ban tỉnh tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2020 với tổng số vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh là 24.743 tỷ đồng. Thì trong đó thì vốn ngân sách trung ương hỗ trợ là 53 tỷ đồng. Tới thời điểm này giải ngân được 60%. Vốn trong cân đối ngân sách địa phương mà do tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu là 4.253 tỷ đồng. Thì tới thời điểm này giải ngân được là 1.829 tỷ đồng, đạt 43%. Vốn đầu tư công do Ủy ban nhân cấp huyện trực tiếp giao chỉ tiêu là 3.218 tỷ đồng, thì tới đây khối huyện đã giải ngân cũng trên 43%. Đồng thời, tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, như là dự án tuyến đường kết nối vào cảng Phước An, quận Nhân Trạch, dự án mở rộng tôn bổ, tôn tạo đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, dự án nâng cấp đường tỉnh lộ 763 đi qua huyện Xuân Lộc và Định Quán. Dự án một số dự án trọng điểm trên thành phố Biên Hòa như là đường trục trung tâm từ ngã tư Vườn Mít đến cầu An Hảo, dự án đường ven sông Đồng Sen sông Cái, dự án ven sông Đồng Nai, dự án đường Hương Lộ 2 cầu Vàm Cái Sức và hầm chui Nguyễn Văn Trị. Thì các dự án này đã thông qua hội đồng dân tỉnh và các đơn vị chủ tư đang tập trung làm tốt công tác đo đạc, lập báo cáo gửi thi và đặc biệt làm tốt công tác bố trí hạ tầng, xây dựng các khu tái định cư để tiến hành là thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đặc biệt trên tỉnh Đồng Nai chúng ta thì có dự án là cảng không quốc tế Long Thành. Thì tới thời điểm này thì tỉnh Đồng Nai chúng ta cũng đã thực hiện công tác bồi thường, chi trả đợt 1 và dự kiến là trong đợt 2 tháng 7 này sẽ chi trả đợt 2. Và Chủ tịch Ủy ban tỉnh Đồng Nai đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ sẽ bàn giao cho ACV cái mặt bằng của giai đoạn ưu tiên vào cuối năm 2020 để thực hiện khởi công mới trong năm 2021 đối với dự án sân bay quốc tế Long Thành. Tiến độ khá khả quan và được sự đồng tình của các cái hộ dân trong cái vùng ảnh hưởng của dự án đã nhận tiền bồi thường. Đây là cái tín hiệu khá tốt cho cái việc mà chúng ta thực hiện dự án trọng điểm. Bên cạnh đó thì Đồng Nai chúng ta đang thực hiện tốt các cái công tác bồi thường cho các dự án đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết và các cái dự án là Bến Lức Long Thành, và cũng đã phối hợp với các chủ đầu tư để thực hiện các dự án đường Vành Đai 3 cũng như là đường cao tốc Dầu Dây Long Thành Thành phố Hồ Chí Minh để mở rộng ra giai đoạn từ 4 len lên 8 len và 10 len. Về đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI đạt khoảng 648 triệu đô la Mỹ bằng 63,2% so với cùng kỳ. Vốn giải ngân đạt là 570 triệu đô la Mỹ. Đầu tư trong nước đạt 20.287 tỷ đồng, tăng 176%. Đây là cái tăng trưởng khá ấn tượng trong cái việc thu hút đầu tư vốn trong nước. Công tác xúc tiến thương mại do Covid nên là chúng ta năm 2020 này chưa thực hiện cái xúc tiến nào ngoài nước. Công tác cải cách hành chính được nâng cao
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được cải thiện. Kính thưa các đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh Đồng Nai và nhân dân, thì trong tháng 5 vừa qua, thì Văn phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã công bố chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh. Theo đó thì Đồng Nai chúng ta có chỉ số PCI 2019 đạt là 65,82 điểm, là tăng lên là 1,98 điểm so năm 2018. Và chúng ta đã cải thiện được thứ bậc là tăng lên 3 bậc so với năm 2018. Chúng ta là thứ bậc là 26/63. Điều này cho thấy sự phấn đấu, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các bộ phận liên quan trực tiếp đến công tác của hoạt động doanh nghiệp. Thì đây là cái sự phấn đấu mà của tôi cho rằng đó là cái quyết tâm của cả đảng bộ, đặc biệt là sự hưởng ứng thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ trong cán bộ công chức của chúng ta. Trong bối cảnh dịch COVID-19, tỉnh ủy, ban tỉnh cũng đã chỉ đạo nhiều cái giải pháp và nhiệm vụ để tháo gỡ cho doanh nghiệp bị tác động bởi COVID-19. Cụ thể như sau: tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao theo đúng tinh thần của Thủ tướng Chính phủ. Về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch COVID-19 như các chính sách về tín dụng, lao động, bảo hiểm xã hội, đặc biệt là chính sách về thuế. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 6.000 doanh nghiệp thuộc các đối tượng được hỗ trợ theo quy định. Lũy kế đến nay, ngành thuế đã tiếp nhận là 2.009 đơn đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất của các doanh nghiệp, tổ chức, và không có đơn gia hạn nào của cá nhân. Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng xác nhận cho 97 đơn vị sử dụng lao động với 3.751 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, 4 trường hợp người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Chi hỗ trợ cho 2.647 người lao động mất việc làm với số tiền là 2,64 tỷ đồng, 259 hộ kinh doanh với số tiền là 259 triệu đồng. Các lĩnh vực văn hóa, thể thao, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và an ninh quốc phòng của tỉnh được giữ vững. Tuy nhiên thì vào ngày 14 tháng 5 vừa qua cũng xảy ra một vụ tai nạn lao động ở cái công trình xây dựng nhà máy công ty cổ phần ở của một Hàn Quốc tại cái khu công nghiệp Giang Điền. Thì hậu quả như chúng ta đã biết có 10 người chết và 14 người bị thương. Và hiện nay là các cơ quan pháp luật cũng đang điều tra để làm rõ cái nguyên nhân. Thì báo cáo với các đồng chí, cái việc mà hỗ trợ cho doanh nghiệp thì trước đây Bộ Lao động cũng báo cáo Thủ tướng là dự báo là cái tình hình dịch bệnh có khả năng diễn biến dài. Nên là khả năng số lượng doanh nghiệp là bị ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên là cái số lượng doanh nghiệp mà chúng ta ít như thế này là do là chúng ta đã khống chế tốt cái dịch bệnh, nên là cái việc ảnh hưởng mà dùng cái nguồn mà chính phủ cái gói để hỗ trợ là chúng ta sử dụng không có nhiều. Đó là cái điều mà chúng ta thấy là cái dự báo nó không tốt, nhưng mà chúng ta đã khống chế được, nên là cái phần để hỗ trợ cho các doanh nghiệp cũng như hỗ trợ cái lao động thất nghiệp là chúng ta ở tỉnh Đồng Nai chúng ta làm tốt, nên là cái việc hỗ trợ nó ít. Qua cái dịch Covid thì việc phát triển kinh tế Đồng Nai chúng ta được duy trì, đặc biệt với sự chỉ đạo lãnh đạo của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh, hội đồng nhân tỉnh và các địa phương, thì chúng ta cũng đã có được những cái nổi bật trong phát triển kinh tế như sau. Thì tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai 6 tháng đầu năm 2020 trong bối cảnh dịch Covid bùng phát trên toàn cầu, kinh tế thế giới tăng trưởng âm, kinh tế trong nước tuy tăng nhưng ở mức tăng trưởng thấp. Tuy nhiên nhờ sự lãnh đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh, kinh tế Đồng Nai 6 tháng đầu năm 2020 đạt mức tăng trưởng cụ thể như sau. Ấn tượng thứ nhất là một là tổng sản phẩm GDP 6 tháng đầu năm tăng là 5,8%. Tuy tăng ở mức trưởng không cao nhưng mà chúng ta cao hơn so với cả nước và đặc biệt là một số cái tỉnh thành ở xung quanh chúng ta. Thì ngày hôm qua Thủ tướng Chính phủ cũng báo cáo đồng Việt Nam tăng trưởng 1,81%, chỉ có 12 tỉnh thành là tăng trưởng âm trên 63 tỉnh thành. Đấy, đó là điều rất là mừng cho cả quốc gia. So với các tỉnh bạn ở khu vực lân cận thì Bình Dương có tốc tăng trưởng là 6,76%, thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng 1,02, Hà Nội tăng trưởng là 3,39%, Cần Thơ tăng trưởng 1,43%, Đà Nẵng là tăng trưởng âm 3,6%, Bà Rịa Vũng Tàu là âm 7%.
Như vậy là cái số mà 5,8% của Đồng Nai chúng ta là con số khá ấn tượng. Cái điểm nổi bật thứ hai là mặc dù COVID-19 làm cho xuất khẩu giảm 4,59% so với cùng kỳ, tuy nhiên cán cân thương mại hàng hóa xuất khẩu, hàng xuất siêu của chúng ta là 1,93 tỷ đồng, trong khi cả nước là 4 tỷ. Như vậy là phần đóng góp của Đồng Nai chúng ta là gần 50% xuất siêu. Đây là cái ấn tượng thứ hai mà trong 6 tháng đầu năm Đồng Nai chúng ta đạt được. Ấn tượng thứ ba là giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm là chúng ta tăng 3,68% so với cùng kỳ, chứng tỏ là dù là tỉnh Đồng Nai là tỉnh công nghiệp, nhưng mà ngành nông nghiệp chúng ta vẫn là cái nơi mà chúng ta lãnh đạo chỉ đạo duy trì tốt để đạt mức tăng trưởng. Đây là cũng điểm mà tôi cho rằng cũng khá ấn tượng. Điểm thứ tư đó là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 Đồng Nai đạt 65,82 điểm, tăng 1,98 điểm, xếp 23 trên 63 tỉnh thành, tăng 3 bậc so 2018. Đó cũng là cái sự phấn đấu. Năm là thu ngân sách nhà nước 25.825 tỷ đồng, đạt gần 50% dự toán. Thì so với cả nước là chúng ta trên mặt bằng. Đây là cái dấu ấn mà tôi cho rằng là cũng là sự hỗ trợ tích cực lãnh đạo của tỉnh. Thì trong bối cảnh 2019, các nhà máy, xí nghiệp phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động, thì mức thu ngân sách đạt kết quả trên là do sự cố gắng rất lớn của cả hệ thống chính trị nói chung, ngành tài chính nói riêng. Tại hội nghị kinh tế trọng điểm phía Nam ngày 30 tháng 5 vừa qua tại Bà Rịa Vũng Tàu, do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, Chủ tịch Ủy ban tỉnh Đồng Nai đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và quyết tâm hoàn thành nghĩa vụ thu ngân sách năm 2020 đạt chỉ tiêu trung ương giao. Đấy, trước bối cảnh đấy nhưng mà tỏ rõ sự quyết tâm và có cơ sở để là báo cáo với Thủ tướng là cam kết sẽ thu đủ tổng thể, thu đủ về mặt tổng thể với chỉ tiêu trung ương giao. Do đó đòi hỏi sự là quyết tâm của cả hệ thống chính trị, ngành tài chính và sự đồng lòng của người dân và doanh nghiệp để hoàn thành cái nhiệm vụ thu ngân sách này. Sáu là thu hút vốn đầu tư trong nước, cấp mới là 68 dự án với tổng vốn đăng ký là 20.287 tỷ đồng. So với năm 2019 là tăng gấp 2 lần về số lượng cấp mới và tăng 176% về vốn đăng ký. Đây là dấu ấn thứ 6. 7 là công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân được quan tâm thực hiện. Tỉnh chỉ đạo thực hiện kịp thời, nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo điều hành của Đảng, Chính phủ bằng nhiều giải pháp cụ thể, cùng với cả nước đã kiểm soát tốt dịch bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá cao công tác phòng chống dịch COVID-19. Điều này cho thấy cả hệ thống chính trị của tỉnh, trong đó đội ngũ y bác sĩ của tỉnh, ngành y tế của tỉnh đã chứng rõ được cái năng lực, khả năng ứng phó tốt dịch bệnh của ngành y tế. Ở đây là một cái trân trọng cái thành tích đóng góp của ngành y tế đã góp phần cho Đồng Nai chúng ta chặn được cái dịch này. Qua đó thấy được cái đội ngũ y bác sĩ, năng lực ứng phó, trình độ chuyên môn của đội y bác sĩ Đồng Nai chúng ta cũng đã có thứ bậc trong cái ngành y, góp phần cho chặn được cái đại dịch này. Điểm nổi bật thứ 8 là tình hình an ninh trật tự của tỉnh Đồng Nai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trật tự trị an các địa bàn trọng điểm có nhiều thay đổi. Các băng nhóm tụ điểm tội phạm, tệ nạn xã hội đã giảm mạnh. Điều này cho thấy sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh rất quyết liệt và sự cố gắng nỗ lực hết mình của ngành công an, quân đội trong việc giữ an ninh trật tự và bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí đều biết thì các cái quốc gia do cái đại dịch đó đã xảy ra rất là nhiều cái bất ổn chính trị và an ninh. Đồng Nai chúng ta làm tốt này, đây là cũng là cái điểm nổi bật thứ 8. Kính thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân đang theo dõi truyền hình trực tiếp Đài Đồng Nai. Nhận diện cơ hội, thách thức và các giải pháp quan trọng 6 tháng đồng cuối năm, thì Ủy ban tỉnh và tỉnh ủy chỉ đạo một số việc như sau. Theo quy hoạch, tỉnh Đồng Nai và các tuyến đường giao thông huyết mạch có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cũng như kết nối giao thông quốc gia và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như dự án cao tốc Bến Lức Long Thành, cao tốc Dầu Dây Liên Khương, cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, mở rộng tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây lên 8 lên đến 10 lên. Dự án đường vành đai 3, vành đai 4 kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 1 quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Bình Dương và thành phố Biên Hòa, đường sắt đô thị Thủ Thiêm, cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cảng biển nhóm 5, và đặc biệt là trong tương lai là Đồng Nai chúng ta có cảng hàng không quốc tế Long Thành được triển khai. Thì tỉnh Đồng Nai
sẽ trở thành một trong những đô thị văn minh, hiện đại và điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư. Đây là cơ hội rất lớn cho Đồng Nai, chúng ta đã khẳng định được cái vị thế, vị trí địa lý để thu hút nhà đầu tư. Do đó chúng ta phải chuẩn bị thật tốt các điều kiện để phát triển, trong đó tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Do đó chúng ta phải cũng chịu sự cạnh tranh quyết liệt của các địa phương lân cận. Hiện nay chúng ta có 8 tỉnh trọng điểm kinh tế phía Nam, thì chúng ta đang cạnh tranh trực tiếp với các tỉnh này. Do đó chúng ta phải đòi hỏi nhiều cái yếu tố, đặc biệt là cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong phát triển công nghiệp, tỉnh Đồng Nai có những thuận lợi, lợi thế nhất định về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên. Hiện nay chúng ta đã có nhiều tập đoàn lớn đang tìm hiểu và muốn đầu tư tại Đồng Nai, cũng như tập đoàn Isuzu cũng đã tìm hiểu và đề xuất Đồng Nai cho nghiên cứu để là xem xét cái việc đầu tư khoảng 300 hectare để làm cái nhà máy Isuzu của Nhật. Và một số cái tập đoàn lớn như là Samsung của Hàn Quốc cũng đã có cái nghiên cứu. Và các tập đoàn lớn của Việt Nam như Vingroup, Sungroup, FLC cũng đã tìm hiểu ở Đồng Nai, tìm cơ hội đầu tư. Thì đây là cái cơ hội rất lớn cho tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới. Việc các quốc gia phát triển như Nhật Bản, Mỹ, các nước châu Âu đang có kế hoạch rút một số doanh nghiệp ra khỏi Trung Quốc, chuyển hướng về nước của họ và sang các nước khác, trong đó có Việt Nam. Điều này vừa đem lại cơ hội, song cũng là thách thức cho tỉnh Đồng Nai trong phát triển công nghiệp. Do vậy, chúng ta cần phân tích và đánh giá kỹ cơ hội và những thách thức, đồng thời chuẩn bị quỹ đất công nghiệp để thu hút đầu tư. Thu hút đầu tư nhưng mà thu hút có chọn lọc, hướng vào các tập đoàn đa quốc gia lớn, công nghệ cao, hiện đại, đặc biệt là thân thiện với môi trường. Tình hình 6 tháng cuối năm dự báo sẽ rất thách thức. Thị trường đầu ra cho sản phẩm sản xuất kinh doanh, nhất là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, dệt may, da giày còn gặp rất nhiều khó khăn. Để kích thích tăng trưởng, phục hồi nhanh, thúc đẩy phát triển kinh tế, ngay lúc này chúng ta cần có những hành động nhanh, mạnh mẽ hơn. Cần tập trung cao độ, nghiêm túc, quyết liệt, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các giải pháp mà nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo của Thủ tướng. Trong bối cảnh đại dịch 19 có thể kéo dài và diễn biến khó lường, mặc dù đã và đang kiểm soát tốt dịch bệnh, nhưng chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, lơi là, phải luôn đề cao cảnh giác và theo dõi sát tình hình, tiếp tục thực hiện đồng bộ quyết liệt các nhiệm vụ, biện pháp phòng chống Covid và kiên quyết không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Ngày hôm qua thì Thủ tướng cũng đã chỉ đạo rồi, chúng ta không được chủ quan, lơ là và đặc biệt là phải bình tĩnh để xử lý mọi tình huống. Quyết liệt thực hiện mục tiêu kép là nỗ lực cao nhất để tiếp tục hoàn thành, đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 đã đề ra và coi đây là nhiệm vụ quyết tâm chính trị của tỉnh Đồng Nai để đóng góp chung cho cả nước. Chúng ta không được chùn bước, không được bàn lùi. Đó là tinh thần của Thủ tướng đã chỉ đạo, không được bàn lùi. Khó khăn gấp mấy cũng phải phấn đấu gấp đôi, phấn đấu gấp ba để phát triển kinh tế. Thực hiện có hiệu quả 5 mũi giáp công mà như Thủ tướng đã chỉ đạo. Một là thu hút cái thành phần kinh tế trong nước, hai là đẩy mạnh xuất khẩu, ba là thúc đẩy đầu tư công. Và đặc biệt là chúng ta có hai cái công trình cấp quốc gia quan trọng, đó cảng hàng không quốc tế Long Thành. Trong đó tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cái tuyến đường cao tốc Bắc Nam, đoạn đi qua thành phố, đi qua là tỉnh Đồng Nai chúng ta là cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Riêng đối với các địa phương cần phải tập trung xây dựng hạ tầng tái định cư, phải đi trước một bước để có mặt bằng để mà kịp thời bàn giao cái khu tái định cư cho người dân khi chúng ta giải phóng các tuyến đường cao tốc, các cái dự án trọng điểm của quốc gia. Thì cái việc này thì Đồng Nai chúng ta cũng đã làm tốt và chúng ta tiếp tục thực hiện tốt như cam kết với các bộ ngành, với Thủ tướng. Bốn là khuyến khích tiêu dùng nội địa, năm là thu hút nguồn vốn đầu tư FDI. Đấy là năm cái mục tiêu mà Thủ tướng chỉ đạo là chúng ta phải thực hiện tốt. Đồng thời tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương thì Thủ tướng đã yêu cầu chúng ta làm như ba cái cổ mã, chúng ta cũng phải thực hiện tốt cái chỉ đạo này. Với tinh thần đó thì Đồng Nai chúng ta sẽ bằng mọi giải pháp sẽ thực hiện đạt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội như chúng ta đặt ra vào cuối năm. Đó là thể hiện quyết tâm cao nhất của chúng ta cùng với tinh thần
là toàn thể đảng bộ tỉnh Đồng Nai đang thực hiện các cái đại hội cơ sở, trên cơ sở và tiến tới đại hội đảng bộ tỉnh Đồng Nai, góp phần vào cái hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh đảng bộ chúng ta trong cả nhiệm kỳ. Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội của ban tỉnh Đồng Nai 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm. Tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí và kính chúc toàn thể các đồng chí trong đảng bộ nhiều sức khỏe. Xin trân trọng và cảm ơn. Thưa các đồng chí, chúng ta vừa nghe đồng chí Hồ Văn Hà, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, báo cáo viên tỉnh ủy, trình bày về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Phần 1 của buổi sinh hoạt ngày hôm nay đến đây là hết. Nội dung này sẽ được Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai phát lại vào lúc 14 giờ ngày 3 tháng 7 năm 2020 và 2 ngày tiếp theo là ngày 4 và ngày 5 tháng 7 năm 2020 vào lúc 8 giờ trên kênh Đồng Nai 1 và trên sóng phát thanh tần số 97,5 MHz. Hoặc là các đồng chí có thể theo dõi trên website của đài www.dntv.org.vn. Ngoài ra thì các đồng chí đảng bộ cần trao đổi thêm và xin ý kiến về ban tuyên giáo tỉnh ủy qua địa chỉ email btvavong.đồngnai.gov.vn hoặc là số điện thoại 02513-23404 hoặc là số fax 02513-948-289. Và bây giờ xin mời các đồng chí tiếp tục sinh hoạt tại chi đảng bộ của mình. Xin cảm ơn. All right.